Chuyện kể cho bé là một chương trình kể chuyện cho bé yêu, được phát trực tiếp trên fanpage Like Channel với những câu chuyện cổ tích thú vị, bổ ích được kể, sẽ thay lời ru của mẹ giúp các bé ngủ ngoan. Bắt đầu từ tháng 4, chương trình sẽ được phát trực tiếp lúc 21 giờ mỗi ngày, thứ 2 và thứ 5 hàng tuần. Các mẹ và các bé đón xem nhé! Qua mỗi câu chuyện cổ tích được kể, các bé sẽ được học những bài học bổ ích có tính giáo dục rất cao. Vì chương trình được phát trực tiếp nên các mẹ vừa xem, vừa nghe chương trình cùng con, vừa có thể đặt bình luận, đưa ra câu hỏi, chia sẻ với chương trình và người dẫn chuyện sẽ trả lời trực tiếp. Đồng hành cùng các bé trong chương trình là cô Mặt Trăng và các cô Sao Kim, Sao Thủy, Sao Thổ, Sao Mộc sẽ mang đến những câu chuyện nhẹ nhàng theo các bé vào giấc ngủ mỗi đêm. Chương trình rất hữu ích cho các mẹ có con nhỏ từ 2 đến 4 tuổi. Ở độ tuổi các bé cần nghe mẹ âu ơ những câu chuyện thú vị, bổ ích với những thanh âm nhẹ nhàng sẽ nuôi dưỡng tâm hồn các bé, giúp các con trở thành những người công dân tốt sau này. Ngoài việc đặt câu hỏi, chia sẻ trong bình luận dưới video livestream của chương trình, các mẹ còn có thể góp ý đề xuất câu chuyện mà mẹ và bé thích nghe cho chương trình qua website livechannel.vn. Câu chuyện nào được nhiều mẹ đề xuất nhất sẽ được chương trình chọn để kể trong số kế tiếp. Quý phụ huynh và các bé thân mến, trong chương trình hôm nay, cô Sao Thủy sẽ kể cho các bé nghe câu chuyện Bó Đũa. Các mẹ và bé hãy cùng lắng nghe nhé! Ngày xưa có một người nhà giàu sinh được 5 người con. Vì giàu có nên những người con của ông có một đời sống sung sướng, thừa thãi về vật chất. Nhưng các con ông lại muốn hơn thế. Vì vậy, có một các con ông lại muốn có hai, và cứ thế tánh đua đòi lâu dần thành thói quen. Đến lúc không tự chủ được thì đã trở thành lòng tham vọng. Càng ngày, lòng tham vọng của các con càng nhiều. Do đó họ không biết thế nào là đủ, nên lúc nào cũng khổ tâm vì luôn nghĩ đến sự hơn thua và ganh tị lẫn nhau. Đến khi khôn lớn, cả năm người con nhờ tiền của cha mẹ nên đều giàu có. Tuy mỗi người một cơ ngơi nhưng vẫn giữ thói quen ganh tị, cãi cọ nhau về những của cải mà họ có. Nhìn cảnh các con không hòa thuận, người cha buồn lắm. Ông cố gắng khuyên bảo, nhưng dù có cố như thế nào, các con ông cũng không bỏ được lòng hiềm kỵ lẫn nhau, làm ông rất đau lòng. Sau một thời gian ngã bệnh, ông biết rằng mình không còn sống được bao lâu nữa. Ông cho gọi các con đến bên giường và bảo gia nhân đem đến cho ông hai bó đũa. Các con ông còn đang nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu người cha có ý định gì, thì ông lấy một bó đũa, đưa cho mỗi người một chiếc và bảo: các con mỗi đứa lần lượt bẻ chiếc đũa này và cho cha biết về việc các con làm dễ hay là khó. Ông vừa dứt lời, trong chớp mắt, năm người con bẻ năm chiếc đũa thật dễ dàng. Nhìn những chiếc đũa gãy đôi, gãy ba, ông im lặng. Và các con ông cũng yên lặng đợi chờ. Một lát sau, ông đưa nguyên bó đũa cho người con cả và dịu dàng nói: tốt, các con đã thành công trong việc bẻ một chiếc đũa. Bây giờ, các con thay phiên nhau bẻ nguyên bó đũa này cho cha xem. Người con trưởng cầm bó đũa ra sức bẻ. Anh vận dụng sức mạnh, nối mặt nối mũi đỏ gay, nhưng không làm cho bó đũa gãy được dễ dàng. Chờ đến lúc anh chịu thua, người cha bảo người con thứ hai tiếp tục. Cũng như người con lớn, người con thứ hai không bẻ được và chịu thua. Ông kiên nhẫn chờ đến người con thứ năm bỏ cuộc, mới ôn tồn nói: các con xem, thế nào là sức mạnh của sự đoàn kết? Nếu các con cứ tiếp tục hiềm tị chia rẽ nhau, thì các con cũng lẻ loi và yếu đuối, không khác gì một chiếc đũa, và các con sẽ bị kẻ thù bẻ gãy dễ dàng.
Nhưng nếu các con biết yêu thương, đoàn kết với nhau như bó đũa, thì không một sức mạnh nào bẻ gãy được các con. Năm người con ông hiểu ý cha và bài học ông vừa dạy, cảm động và hối hận vì ăn ở với nhau không phải, còn làm cha buồn. Các con ông ôm lấy ông vừa khóc vừa hứa là từ nay về sau sẽ bỏ thói tị hiềm ích kỷ để yêu thương đoàn kết với nhau. Sau đó người cha mất đi, năm người con vâng lời cha dạy, họ rất đoàn kết và thương yêu lẫn nhau. Đời sống gia đình rất hòa thuận và không một ai có thể cạnh tranh được với sự giàu mạnh trong việc làm ăn buôn bán của gia đình họ. Các em thân mến, câu chuyện bó đũa nhắn nhủ với chúng ta rằng anh em trong nhà phải biết yêu thương, đoàn kết với nhau, luôn giúp đỡ nhau, san sẻ những khó khăn cho nhau để cùng nhau tiến bộ. Các mẹ và các bé có câu hỏi hay đề xuất câu chuyện nào chia sẻ trong phần bình luận dưới video đang được livestream của chương trình để cô Sao Thủy sẽ giải đáp trực tiếp các mẹ nhé. Và một điều lưu ý nữa là các mẹ đừng quên chúng ta có thể đề xuất câu chuyện mà mẹ và bé thích nghe bằng cách truy cập vào website playchannel.vn. Câu chuyện nào có nhiều mẹ đề xuất nhất sẽ được chọn phát sóng trong số kế tiếp theo nha. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì các mẹ và các bé có những câu chuyện, có những đề xuất hoặc là những câu hỏi xoay quanh câu chuyện bó đũa thì mình cứ việc để lại bình luận trực tiếp trên fanpage Live Channel, cô Sao Thủy sẽ giải đáp nha. Và bây giờ thì cô Sao Thủy sẽ giải đáp câu hỏi đầu tiên, đó chính là vì sao các người con lại hơn thua, ganh tị lẫn nhau vậy cô? Và lúc nãy thì trong câu chuyện này, cô Sao Thủy cũng có đọc đến cho các em nghe là từ nhỏ những người con đã được sinh ra trong gia đình giàu có, họ sống sung sướng thừa thải về vật chất. Chính vì thế, những người con của ông lại muốn càng ngày mình càng giàu có hơn và không một ai hài lòng với hiện tại. Cho nên là họ càng muốn có nhiều của cải và tài sản. Chính vì vậy, đã dần hình thành thói quen khi không tự chủ được đã trở thành lòng tham vọng các em nhé. Do đó, những người con của ông luôn ganh tị và đố kỵ với nhau. Đó là câu hỏi đầu tiên của một vị phụ huynh. Còn tiếp theo sau, các bậc phụ huynh cũng như là các bé có những câu hỏi thắc mắc nào, mình cứ việc bình luận trên fanpage Play Channel, cô Sâu Thủy sẽ giải đáp ạ. Tiếp theo là cô Sao Thủy vừa nhìn thấy một câu hỏi nữa là tại sao các con đã có cuộc sống đầy đủ mà còn muốn có nhiều hơn vậy cô? À, thực ra thì cô Sao Thủy cũng muốn chia sẻ với các bé rằng là trong cuộc sống đôi khi sẽ có những người vốn dĩ là họ không bằng lòng với thực tại. Có một sẽ muốn có hai và thậm chí khi có hai rồi lại muốn có nhiều hơn những thứ hiện tại nữa. Cho nên là chính điều đó đã khiến cho họ hơn thua, đố kỵ và ganh ghét lẫn nhau. Người này muốn có hơn người kia và không bằng lòng với thực tại chính là một yếu tố dẫn đến việc muốn hơn thua lẫn nhau giữa những người con của gia đình đó. Các bé có hài lòng với phần giải đáp của cô Sao Thủy hay chưa? Nếu như mà mình vẫn còn thắc mắc thì cứ việc bình luận trực tiếp nha. Cô Sao Thủy sẽ trả lời những thắc mắc của các mẹ và các bé thông qua fanpage livechannel.vn. Các em sau khi nghe xong câu chuyện ngày hôm nay thì chắc chắn rằng mình phải nhớ bài học về sức mạnh của sự đoàn kết các em nha. Đoàn kết sẽ là sức mạnh giúp các em chiến thắng và có tất cả, cũng như là câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện rất bổ ích. Một bình luận từ thính giả có Facebook là Vũ Thị Đoàn có cho biết là
câu chuyện rất bổ ích. Và cô Sâu Thủy xin được nhắc lại là thính giả có Facebook là Vũ Thị Đoan, chị có chia sẻ là câu chuyện ngày hôm nay rất bổ ích, và cũng xin được cảm ơn bình luận này của chị Vũ Thị Đoan, cũng như là các bậc phụ huynh đã có tương tác với câu chuyện bó đũa. Tiếp theo thì các bậc phụ huynh cũng như là các bé có những câu hỏi nào tiếp theo nữa hay không đây? Rồi, câu hỏi nữa là vì sao người cha thử thách các con qua việc bẻ đũa chứ không phải là bẻ vật gì khác cô nhỉ? Các em thân mến, từ đầu thì người cha đã thử thách các con của mình là bẻ một chiếc đũa. Đầu tiên thì khi mà một chiếc đũa đã bẻ gãy rồi thì người cha tiếp tục đưa cho cả một bó đũa. Bó đũa ở đây là hình tượng tượng trưng cho sự đoàn kết, cho sức mạnh, sự dẻo dai của tập thể khi mà một khối đại đoàn kết gắn kết lại với nhau. Và hình ảnh này cũng là điều mà người cha mong mỏi những người con của mình cũng liên kết lại với nhau, đoàn kết như bó đũa kia. Cho nên là người cha đã chọn bó đũa. Tuy có nhiều chiếc đũa tổ hợp lại với nhau, nó rất là cứng và cũng rất khó có thể nào bẻ được đó các em. Cho nên là người cha đã mượn hình ảnh này để đưa cho những người con của mình bẻ bó đũa. Và việc này cũng là một câu chuyện rất là bổ ích mà ngày hôm nay cô Sâu Thủy muốn kể cho các em nghe cũng như là chia sẻ. Và mong rằng là qua câu chuyện này các em sẽ có được cho mình một bài học thật là bổ ích và quý giá nhé. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng khép lại. Cảm ơn các mẹ và các bé đã lắng nghe, chia sẻ cùng với chương trình. Cô Sâu Thủy chúc các bé ngủ thật ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Các mẹ và các bé hãy đón xem truyện Cừu Non và Cá Con vào 21 giờ thứ hai tuần sau nhé. Hẹn gặp lại các mẹ và bé trong chương trình Chuyện Kể Cho Bé, được phát trực tiếp vào lúc 21 giờ ngày thứ hai và thứ năm trên fanpage Play Channel. Xin chào tạm biệt, chúc các bé ngủ ngon.